Leicester City và Everton hiện đang là hai trong ba đội đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và họ chỉ đang hơn kém nhau vẩn vẹn một điểm. Vì vậy đây được cho là trận đấu sống còn của họ trong cuộc đua trụ hạng. Với Leicester City, đội bóng này đã có những dấu hiệu tích cực ở những vòng đấu gần đây, cụ thể là hai vòng đấu gần nhất họ lần lượt đánh bại Wolverhampton trên sân nhà, gần nhất là hòa trên sân của Leeds United. Nên nhớ là trước vào bị cáo đã trải qua 9 vòng đấu liên tiếp không thắng trong lời nhận thời tháng thất bại. Everton thậm chí còn đang gặp khó khăn hơn rất nhiều so với đối thủ này trong cuộc đua trụ hạng khi hiện họ đã rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng sau chuỗi trận nghèo là vừa qua. Cụ thể là 6 vòng đấu gần đây, đội chủ sân Gu đi Sơn Park chỉ biết hòa và thua, trong đó hai trận sân nhà gần đây họ lần lượt thua 1-3 trước Fulham và gần nhất là thua tát tát 1-4 trước Newcastle. Everton hiện cũng đang nằm trong top 3 đội sở hữu thành tích sân khách tệ nhất, cụ thể là họ mới chỉ mang về vòn vẹn 10 điểm sau một thắng, 7 hòa và đã nhận tới 8 thất bại. Theo các nhà cái châu Á, Leicester City đã cho thấy sự nỗ lực trong thời gian gần đây và ba vòng đấu gần nhất họ chỉ thua 1-3 trước một Manchester City quá mạnh, qua đó thắng kèo cả A trận này. Trong khi đó, bốn vòng đấu gần đây của Everton đều là những trận đấu thất vọng, cụ thể là họ chỉ hòa Crystal Palace và thua cách biệt cả ba trận còn lại trước Manchester United. Fulham và Newcastle, trong đó có hai trận thua trên sân nhà, vì vậy niềm tin dành cho bầy cáo là rất khả quan. Đây là cuộc chiến giữa hai đội nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, nên chắc chắn cả hai sẽ quyết tâm hướng đến một chiến thắng, vì vậy đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu với thế trận tấn công và khả năng có nhiều bàn thắng là rất dễ xảy ra. Ngoài ra, Leicester City được đánh giá cao về khả năng ghi bàn, nên nhớ là họ đã có 44 lần nổ súng sau 33 vòng đấu và hiện chỉ kém 4 bàn so với đội đang trong top 4 là Manchester United, vì vậy cửa tay là hợp lý. Lượt đi, Leicester City đã có chiến thắng thuyết phục 2, không ngay tại Goodison Park, đây là lý do giúp họ tự tin hơn ở lần tái đấu này. Trong khi đó, Ngoài phong độ nghèo nàn vừa qua thì Everton cũng không được đánh giá cao khi thi đấu xa nhà, nên nhớ là 12 lượt trận sân khách gần nhất tại Premier League họ chỉ hòa 5 thua 7, trong đó có tới 6 trận thua với tỷ số cách biệt kể cả chút gen. Vì vậy khả năng đội nhà sẽ giành 3 điểm là khá khả quan. Tâm lý của Leicester City chắc chắn đã được cải thiện sau hai lượt trận gần đây, cụ thể đó là thắng Wolverhampton trên sân nhà và hòa trên sân của Leeds United. Với Everton, ba thất bại đều với tỷ số cách biệt và một trận hòa trong bốn vòng đấu gần đây đã ít nhiều nói lên được tinh thần của họ đang đi xuống rõ rệt, đặc biệt là ở trận thua 1-4 trước Newcastle ngay trên sân nhà ở vòng đấu trước. Vì vậy, Leicester City được dự đoán sẽ tiếp tục đánh bay đội ngũ ngạch. Tuyệt chung lại sau bốn trận thua liên tiếp, Leicester đã cải thiện được thành tích khi thu về bốn điểm ở hai vòng đấu gần đây. Sau 33 vòng, họ mới có trong tay 29 điểm, chỉ kém nhóm an toàn số điểm tương đương một trận hòa. Trong khi đó, Everton đã rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng sau trận thua đậm 1-4 rưỡi tay Newcastle trên sân nhà. Tuy để cho Leicester vượt lên, nhưng khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là một điểm. Trong trận lượt đi, dù có lợi thế sân nhà, nhưng Everton vẫn thua Leicester hai bàn không gỡ. Đây là thất bại thứ 37 của họ trong 110 lần chạm trán Leicester. Về phần mình, Leicester đã thua Everton 41 lần, còn lại là 32 trận hai bên không phân định được thắng bại. Nhìn vào lịch sử, thứ hạng và phong hộ, có thể nói Leicester và Everton là hai đối thủ khá cân tài cân sức. Sự khác biệt ở đây có lẽ chỉ là yếu tố sân nhà, điểm tựa đủ tin cậy để Leicester hướng tới một chiến thắng. Trong màn so tài với Everton, đội chủ nhà thiếu vắng một số gương mặt chưa bình phục chấn thương như các trung vệ Johnny Evans, Zenik Gat, hậu vệ trái Bertrand, Hurtin hay cầu thủ chạy cánh như Calhoun. Ở phía bên kia chiến tuyến, bộ đội cầu thủ chạy cánh rú Benviane, Anderson Talson và hậu vệ phải Simus man của Everton cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự trong số này. Đội trưởng Simus man sau 3 trận phải ngồi ngoài vì chấn thương ngủi đã sắp vinh phục. Tuy nhiên, anh vẫn cần phải vượt qua cuộc kiểm tra y tế trước trận mới biết mình có đủ sức khỏe để thi đấu hay không. Về trường hợp của trung vệ Mason Hoggett của Everton, cầu thủ này đã có thể thi đấu trở lại sau khi phải thụ án treo giò ở vòng đấu trước. Trong khi Leicester đang nỗ lực gượng dậy thì Everton vẫn cứ liên tiếp trượt dài khi vẫn chưa hoàn hồn sau trận thua tan nát dưới tay Newcastle, rất có thể họ sẽ để Leicester đánh bại trong cả hai lượt trận mùa này. Dự đoán Leicester giành chiến thắng 2 vượt trước Everton.